Trung ơi, mình là Trung, bên kênh máy khoan bin cũ nha người. Hôm nay mình sẽ quay sạc máy rờ cho người xem lựa mua nhé. Đầu tiên mình sẽ quay cái đống sạc của mình đi. Mình lấy đống sạc nha mọi người. Đây, để mình bắt lại cho nó gần gần. Đầu tiên là cục sạc Makita từ 7V2 đến 18V, sạc pin trượt Li-ion nha mọi người. Sạc pin trượt Li-ion Makita nhé. Đấy. Ok. Ngoại hình. Đấy, mấy cục sạc này nó bị cắt dai hết rồi. Nên là mình không có thử được. Là bán như chết nha mọi người. Đi test đi cho mọi người dễ mua, mọi người về nấu dai đồ và thử xem nó sống hay lỗi như thế nào thì mọi người tự xử nhé. Con này số 1 101, số 1 101 nha mọi người. Đấy. Số 2 là cục sạc Hitachi từ 7V2 đến 14V4. Đây, 7V2 đến 14V4 nhé. Đây, số 2. Số 2 30.000. Số 3 là cục sạc Ryobi. Sạc Ryobi 12V. Đấy. Số 3 20.000. Số 4 là cục sạc Hitachi. Sạc Hitachi 9V6 nha mọi người. Đấy. Cái này số 4 10.000. Số 5 là sạc Hitachi 2V4 này. Sạc Hitachi 2V4 nhé. Số 5 10.000. Số 6 là sạc Nationan 7V2. Số 6 10.000. Số 7 là sạc Nati 2V4. Sạc Nati 2V4. Sạc này sạc cho mấy cục pin vít gập đồ nha mọi người, vít mini đồ á. Cái này là số 7. Số 7 20.000. Số 8 là cục sạc Hitachi. Sạc Hitachi 7V2 nha mọi người, sạc Hitachi 7V2. Đây. Đấy. Đây là số 8. 10.000. Số 9 là cục sạc của máy Evalue, máy Yên Minh nội địa, cái con máy mà 89 Newton hay 100 Newton của Evalue rồi Yên Minh nữa nha mọi người. Đấy, con này là con số 9.
Này 12V nha mọi người, số 9, 12V, 10.000. Số 10 là cục sạc cấp tút này, cục sạc này như cục sạc Nati vậy mọi người. Như cục sạc Nati vậy. Nhưng mà mấy con cấp tút này là mấy con thủy lực á. Mấy con thủy lực. Cái thằng nó giống cái Nati đó, thằng với pin nó giống Nati. Này số 10. Số 10 20.000. Số 11 là sạc Makita từ 7V 2 đến 12V nhé. 7V 2 đến 12V. Mười một 30.000. Mười hai đây cũng cục sạc Makita đây, nhưng mà cục này hình như là theo mình nhìn thấy là hình như từ 7V 2 đến 14V 4, 7V 2 đến 14V 4, nhưng mà người mắc tem rồi. Con này số 12 đấy, 12 mắc tem rồi, 20.000. Số 13. 13 là cục sạc Icom. Ủa cái sạc sạc bộ đàm mà ta. Sạc bộ đàm hay sao á. Ai về lấy cái gì được lấy không rồi. Số 13 10.000. Mày về vọc. Số 14 là cục sạc Toshiba 7V 2 14. Đấy. 14 10.000. Thích vọc sửa sạc chỉnh sạc lên sạc 220 rồi quốc mấy cái này về lên thử nhé. Đấy, sạc Ryobi 7V 2 bị vỡ rồi nè. Số 15 5.000. Mười sáu là cục sạc led light, cục sạc này cho máy 7V 2 sao mọi người, 7V 2 16 10.000. Này, số 17. 17 là có cái máy in tem in nhãn gì đây. In bill rồi gì đây nha mọi người. Này, nó dùng pin ở đây này. Ok. Đây. Mở thế nào không biết. Đấy, về mọi người mở ra tự vọc nhé. Đây, với lại một chùm sạc đấy nha mọi người, sạc adapter rồi gì đây. Đây, jack 15V để sạc cho máy 12V đấy. Toshiba 4V8 này, IKEA này, đấy. Ryobi 7V2 này, 9V 7V2 này, 9V là sạc cho 7V2, sạc cho mấy con 4V8 của Xích, đây dính chùm này, sạc cũng 4V8 luôn. Đấy, 1 cục, 2 cục, 3 cục, 4 cục, 5 cục, 6 cục. Cái này mình chưa thử nha mọi người. Vì dính chùm này lười quá. Để thanh lý luôn. Đây. 4V8 đây. Đây nữa, cũng 4V8 luôn, 6V. Sạc 6V. Ok. 7V 2. Đây cũng 6V luôn. Rồi, cái này 11V máy đây không biết được. 11V. Ok. Để xem được. Biết cái cục nào được ở nhà. Rồi. Đây. Bao nhiêu cục này tính. 1
6V 0.3 này. Đây, sạc 7V 2 của Nati. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 cộng với cái này nữa 14. Đấy. 14 cục nha mọi người. Đây là số máy rồi, số 17. Chờ một tí. Số 17. 17. Đống này 300 nha mọi người. 300. Ok. Tám là một cục sạc của Kumat 7V 2 đây là máy gì ta? Cục pin nó giống á. Giống mất cục pin Yamin rồi kìa. Đây số 18. 18 10.000. 18 10.000 nha mọi người. Chính là cục sạc Pana EX0L81. Đây, 10V8 đến 28V8. 18 28V8. Ồ. Ồ. Nó bị gãy mấy cái chân vít mọi người nè. Nó bị gãy mấy cái chân vít. Đây. Về người thử thử nhá. Đấy, này gãy mấy cái chân vít. Về nó cắn đồ sao nó bị bung hết nè. Đây. Đấy. Cho mọi người về mở ra vọc thử xem, kiểm tra thử nhé. Không ấy chân vít nó bị bung mất. Cái này là số 19. 19. Này, 19. 80.000. 19, 80.000 nhé. Là cục sạc Makita từ 7V 2 đến 12V. 7V 2 đến 12V. Này sạc pin li-ông nha mọi người. Này sạc pin li-ông nhé. Li-ông nha mọi người. Ok. Cục này cục số 20. 20. Cục này 40.000. 20 40.000. Số 21. Đây là cục sạc 10V 8 đến 12V của Makita, pin trượt này, trượt li-ông này. Đấy. Nó có chỗ này có cái chân nó bị quẹo về người bẻ ra nhé. Ok. Số 20. 21. Số 21 là 40.000. 21 40.000. Số 22 là cục sạc Nati Nan EX0L10 này, sạc cho pin 2V4 và 3V6. Đây, cục sạc này vừa sạc pin li-ông vừa sạc pin ni-cây nha mọi người, có hai đầu sạc pin li-ông sạc pin ni-cây của 2V4 và 3V6 luôn. Đấy. Sạc Nati Nan Pana. Này là số 22. 22. 300. Đấy. À, cục sạc này hiếm lắm nha mọi người. Về mọi người test thử xem sao nhé.
sạc là từ 2/4 đến 3/6, 2/4 đến 3/6. Đây, sạc này là số 23, 30 nghìn, 23, 30 nghìn, 24 cũng 2/4 đến 3/6 nati luôn. Hai mươi bốn ba mươi nghìn 30 nghìn. Hai mươi sáu là cục sạc mắc nha mọi người, cục sạc mắc pin trượt Li-ion 7V 2 đến 18V, 21V 6. Ủa sạc nhiều này, 7V 2 đến 28V 8, pin mắc nha mọi người, pin mắc đấy, ok, mắc trượt Li-ion nha mọi người. Cái này số 26 này 200 200 nha mọi người. Ồ, có cục sạc ở đâu ra đây này, thấy lên 220 ở đâu ra đây không biết, ra luôn. Người về kiểm tra thử nha mọi người. Từ 3/6 đến 7/2 đến 36V này, QT ra băng này. Ủa, sạc này lên 220 luôn rồi ta, quá vậy. Đây, chắc có lẽ là bị hư rồi, về người ai sửa xem sao nhé. Cái này cục về số 27 27 120 nghìn nha mọi người. 27 số 28 là sạc Nationan từ 7V 2 đến 12V, 28 30 nghìn, 28 30 nghìn nhé. Hai mươi chín là cục sạc Makita 10V 8 12V nha mọi người. Đấy, 29 50 nghìn. Đấy, 30 sạc Hitachi. Sạc Hitachi 14V 18V, pin trượt Li-ion nha mọi người. Chỗ này bị mẻ miếng này, không ảnh hưởng gì nhé. Ok, số 30 30 90 nghìn, 30 90 nghìn, pin Li-ion nha mọi người, sạc pin Li-ion. 31 là cũng một sạc Hitachi 14V 18V pin Li-ion ấy. Đấy, pin trượt Li-ion nhé. Đây, cục sạc 31 90 nghìn, 31 90 nghìn nhé. Ba mươi hai là cục sạc Hitachi 14V này, Hitachi 14V nhé, pin trượt Li-ion nha mọi người. Cái này số 32 32
70.000. 32, 70.000 nhé. Số 33 là cục sạc Hitachi 14-18V này, về nó bị bể rồi này. Đấy, mọi người về xem mà. Nó bể nhưng mà bên trong mình chả thấy nó bị hư gì mọi người. Nó bể vỏ ngoài thôi. Về mọi người kiểm tra thử có sống không nhá. Ai không quan trọng thì có thể lấy cái này về chế đại lại chỗ này mà sửa được thì dùng nhá. Không có hư hỏng gì không nha mọi người. Đây. Đây là cây số 31. 32 rồi, 33, 33 chứ. 33. 33. Cái này 40.000. 40.000 nha mọi người. 33 40.000. Đây. Số 34. 34 là một cây khoan Nationan 9.6, khoan Nationan 9.6 nha mọi người. Đây. Này. Cái nút của này nó bị bể một tí nhá, không ảnh hưởng gì nha mọi người. Đây, chân pin nó dài như thế này mình không có kẹp được nên là về mở ra tự thử nha mọi người. Ok. Đầu kẹp vẫn đang vặn được nhé. Đầu auto lock 10 ly nha mọi người. Đầu auto lock nhé. Đấy. Nguyên trạng của nó như thế này. 34. 34. 130.000. 34. 130.000. Ba mươi lăm là một con khoan Evalue 4.8. Đây. Khoan Evalue 4.8 nha mọi người. Con này bên trong về mọi người tự thử. 35. 35. 50.000. 35 50.000 nhé. Ba mươi sáu. 36 là một con máy 36 là một con máy khoan Ryobi 9.6 nha mọi người. Khoan Ryobi 9.6. Con này thì cũng chân pin cao thế này mình không có kẹp được nên là mình để như thế này về cho mọi người tự thử nhé. Đấy, bán là mình xem mấy con mình không thử được. Mình là xem bán xem như chết luôn rồi nha mọi người. Là con số 36. 36. Con này 90.000. 36 90.000. 37 tương tự cũng con Ryobi 9.6 đấy luôn. Đấy. 37 90.000. 37 90.000 nha mọi người. 38 là khoan Nationan 7.2. Đấy, chân pin nó cũng sau tới đây này, mình không có kẹp được. Đấy. Về mọi người tự mở ra tự kẹp thử nhé. Đấy. 38. 38. Đây này 60.000. 38 60.000. 39. Cây Ryobi 7.2 cũng tương tự với cây Nati lúc nãy, mắc cò mắc đồ. Rồi, hãy cho mọi người về lấy phụ tùng nhé. 39. 39. 20.000.
39, 20 nghìn nha mọi người. À, có cái vỏ này. Này, có cái bộ vỏ này của cái nào không rơi ra đây không biết. Đây, mà mình thấy còn đẹp quá mình để vào đây. Ai mua hàng mà xin cái này, cần cái này thì nói bán hàng, nói bán hàng là lấy cái vỏ cho nha mọi người. Đấy, ai mua hàng thì mà cần cái này thì cứ xin nha mọi người, cứ nói thì mình sẽ cho cái này. Đấy, ai xin trước mình cho trước thôi. Thấy cái vỏ còn đẹp nè, về mọi người có thể chế tạo gì tùy mọi người. Đấy nha, ai xin trước mình cho trước thôi. Bây giờ đừng có nói là quan hay không quan gì, ai xin trước cho trước, mua hàng cứ mua hàng, quan không quan gì cũng được, ai xin cho mình cho nhé. Đấy, đây là con Nati 7.2 nha mọi người, giống cái con vừa rồi, Nati 7.2. Đây, bắt cái nắp phía dưới. Số 40 rồi ta. 38 40. 40. 50 nghìn. 40 50 nghìn. mười một đây CDD 48 41 40.000 41 40.000 nha mọi người. Bốn mươi hai là con Ryobi 7.2, Ryobi 7.2, mắc cái cục pin rồi, về rồi đóng pin luôn vào đây đi. 42 30.000. Ok, bốn mươi ba là con máy 4.8 này. Đấy, máy khoan 4.8 nhé, con này bên trong 43. Đấy, 50.000. 43 50.000. 44 là một con máy khoan Hitachi. Máy khoan Hitachi 9.6 nha mọi người. Đấy, con này thì gọi thử nó bị bung như thế này rồi. Này, chỗ này nó bị va đập nó bung như thế này, về mọi người kiểm tra nhé. Ok, bung như thế này thì chắc cũng kẹp biết rồi, chưa chạy. Ủa, cái vỏ bình cũng. Đây, ok, về mọi người từ xử. Con này số 44 44 30.000. 45 là con máy khoan Nati 7.2. Nó khoan Nati 7.2 nó cũng bị bung nè, về vừa lát phụ tùng nhé. 45 45 20.000. Rồi, hôm nay 45 số nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì gọi điện số điện thoại bán hàng giúp mình nhé. Còn ai xem vui lòng ủng hộ một like nha mọi người. Like video ủng hộ mình nha mọi người. Đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều.